bác nhiều, đâu cũng bác các bạn ơi. Cá lăng nó nhiều ký nè, 60.000 ký cá lăng, 60.000 ký cá lăng ăn sống tôm luôn các bạn ơi. Cá chốt đây nhiêu em? 50.000. Cá chốt 50.000 hả? 25 đó, 100 tấn đó. Mới tới à, mới ra tới là ngon quá. 100.000 ký. Điền sáng chủ nhật Biển Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi chợ đầu mối Bình Điền bên ngoài nhà lồng. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Giờ Nguyễn Hòa đang đi vô để tham quan khu hải sản tươi. Bán luôn. Chơi luôn.
ăn sống tôi luôn các bạn ơi. Sáu kẹo ăn sáu chục ăn sổ sáu chục có con ba chục. Đã chốt đây nhiêu em? 50 ngàn. Đã chốt 50 ngàn hả? 25 đô, 140 đô. Có luôn hả? Các bạn ơi,
sáng chủ nhật chợ đầu mối Bình Điền. Cá rất nhiều bạn ơi, cá mó, cá ngừ. Khu này lương cá dưa hồng, cá ba sa cũng rất nhiều các bạn ơi. Hải sản bên ngoài nhà lồng sáng chủ nhật rất nhiều hải sản. Khu này cá rô, cá chê. Đủ thứ loại cá các bạn ơi. Cá bà sa, cá diều hồng, đủ thứ loại cá. Lóc bông, phi. Đây cá diều hồng, thích chép, nhiều lắm các bạn ơi.
nay chủ nhật bán cũng 100.000 luôn. Chủ nhật cũng hạ giá luôn. Sáng giờ bán được chưa? 100.000 bà con ơi, 100.000. Lương lửa 100.000 nha. Lương ruộng mà phải không? Không, lương này lương nuôi. Nuôi hả? Chủ nhật bao nhiêu ký vậy? 60.000. 60.000 đôi mực cá chẽm. Cá chẽm 40.000. Trời rẻ dữ vậy. Nay mới chúng chỗ bán rẻ. Chúng số nghỉ rồi chứ đâu có bán đâu. Chúng số mình chở giá cho nhà bán rẻ. Ký 8, ký 8. Chở giá bán rẻ. Cá chẽm có 40.000 ký. Chúc mua mày bán đất luôn nha. Rồi. Thấy chủ nhật đông ghê mà. Cá kèo này nhiêu vậy? Cá kèo trăm bảy thôi. Ồ, cá kèo này kèo lớn không? Hai lớn cá. Dạ. 160 nữa hả? Cá kèo bữa nay 170 nè các bạn ơi. Bên ngoài nhà lồng đó các bạn. Lương cá trình bữa nay đầu cá hồ chủ nhật là 45.000 hả? 45 rồi, cái chú bán ngay chỗ bụi cá Nam Kiên nè. Cá cam hả? Cá là 65.000. Thấy không? Bao nhiêu? Ừ lắm, 65. 65.000 cá cam hả? Ừ, đã. Ừ, ghê hả? Dư heo kìa. Dư heo không? Dư heo kìa. Hôm qua em đi chợ mua cho họ một ít đồ, mua từng món tôm rồi mực rồi với cá thu. À, hôm qua không có anh không có cá thu. Cá đối. Cái lạc này 45.000, còn cá đối anh. Cá đối 80. Cá cũng nhận cá của anh chỗ này tươi ghê. 45.000 vậy. Cái đối với dùng cái mau á, mau ngay vô rồi. Cá của anh toàn là cá tươi không, có phải không nhận hả? Cá tươi. Cái đối này còn biển mau á. Nướng với bạc hả? Rồi dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên mà ai ăn là mình bên ghé ủng hộ cho bán tỏi giải nhau mà. Rồi chúc anh buôn may bán đắt luôn nha. Rồi. Cảm ơn. Cá của anh tươi ghê á. Cá lạc, cá đối rồi, cá cam, cá nào cũng lấy tươi đấy. À, cá hồi cũng tươi. Đây, cá chép cá diều hồng, đủ loại cá nè bạn. Mình má có 30.000. Cái lóc 35 ký 100.000 luôn. Rồi, cái lóc 3 ký 100.000 luôn. Cá lóc 3 ký 100.000.
Đây cá chép, cá bà sa, cá hiều đúng bạn ơi, cá diều hồng nữa. Cá bà sa nó nhiều tí, 30.000 tí. Cá lóc 40.000 ký. Mẹ nguyên một cục luôn, được đấy, tự tay lắm luôn. Chỗ 1 ký 35, 1 ký 35, 1 ký 35. Cá đồng giá luôn, ký 35.000 ký. Ký 35.000 các bạn. Cá sổ đồng giá luôn. Cá sa ba thì 45.000 các bạn ơi, cá ba sa thì là 35.000.
ngoài nhà lồng ghé mua ủng hộ cho ông anh này nha. Đây ông chủ bán cá ba sa nè, 35.000 một ký nha các bạn. Quang cảnh bên ngoài nhà lồng sáng chủ nhật, người dân buôn bán hải sản cũng rất nhiều các bạn ơi. Nè mua về cho ông ăn taxi nữa. Bán cái gì dành con mì. À bữa nay hết rồi ha. Hết luôn rồi. Bữa nay còn ít. Mày vô quá. Mày vô chào cả nhà buổi sáng nha. Buổi sáng chủ nhật ha. Sáng chủ nhật chào cả nhà luôn. Rồi. Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Chào chủ nhật buổi sáng vui vẻ. Rồi. Còn mấy cô nó về luôn. Còn ít quá rồi, chúc em bán cho hết mau về rồi luôn nha. Ai có đi chợ đầu mối Bình Điền bên ngoài nhà lồng, ngay chỗ chợ Ngọc Thủy nè các bạn. Dừa cá đồng Ngọc Thủy. Ê cá lóc, chị này bán cá lóc nè. Ai có đi chợ mua ủng hộ giùm cho chị nè. Cá rô 45.000 hả? Đây cá lạc đủ thứ loại cá các bạn ơi. Cá túi nhỏ nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.